Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Việc lựa chọn giữa máy lọc không khí Xiaomi và Daikin thực sự khiến nhiều người băn khoăn. Hôm nay, Limosa sẽ giúp bạn so sánh máy lọc không khí của hai thương hiệu này để mọi người có thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Cùng bắt đầu thôi nào. Trước hết hãy cùng Limosa tìm hiểu về tổng quan của hai sản phẩm này nhé. Xiaomi đến từ Trung Quốc nổi tiếng với các sản phẩm công nghệ thông minh, giá cả phải chăng. Daikin là một thương hiệu đến từ Nhật Bản được biết đến với chất lượng cao, độ bền và công nghệ tiên tiến. Đối tượng khách hàng, Xiaomi phù hợp với những người có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc máy lọc không khí thông minh và hiệu quả. Daikin phù hợp với những người ưu tiên chất lượng, độ bền và các tính năng cao cấp, sẵn sàng đầu tư vào một sản phẩm tốt cho sức khỏe gia đình. Về công suất, cả Xiaomi và Daikin đều cung cấp nhiều dòng sản phẩm với các mức công suất khác nhau, phù hợp với phòng có diện tích từ nhỏ đến lớn. Mức độ ồn, đa số các sản phẩm máy lọc không khí của cả hai thương hiệu đều hoạt động khá êm ái, không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cả hai thương hiệu đều có những đặc điểm nổi bật riêng. Đối với máy Xiaomi, 1. Màng lọc HEPA giúp loại bỏ đến 99,97% các hạt bụi siêu mịn, phấn hoa, lông thú nuôi và các chất gây dị ứng khác. 2. Cảm biến chất lượng không khí. Nhờ cảm biến thông minh, máy lọc không khí Xiaomi có thể tự động điều chỉnh tốc độ quạt đề phù hợp với chất lượng không khí hiện tại. 3. Công nghệ ion hóa. Một số mẫu máy lọc không khí Xiaomi còn được trang bị công nghệ ion hóa, giúp khử trùng, loại bỏ vi khuẩn và tạo cảm giác dễ chịu. 4. Điều khiển thông minh. Nếu bạn đã sử dụng các sản phẩm khác của Xiaomi như điện thoại, đồng hồ thông minh, bạn có thể dễ dàng kết nối máy lọc không khí vào hệ sinh thái này để điều khiển bằng một ứng dụng duy nhất. 5. Thiết kế hiện đại, tinh tế và gọn gàng, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất. Đối với máy Daikin, 1. Công nghệ Plasma Cluster Ion. Đây là công nghệ độc quyền của Daikin, tạo ra các ion âm và dương tương tự như tự nhiên. Các ion này có khả năng khử trùng, loại bỏ vi khuẩn, virus nấm mốc, phấn hoa và các chất gây dị ứng khác, mang lại không khí trong lành và tươi mát. 2. Công nghệ Steamer, phóng điện ra các electron ở vận tốc cao, có khả năng phân hủy các chất hữu cơ gây mùi, khói bụi, vi khuẩn bám trên bề mặt phin lọc, giúp phin lọc luôn sạch và duy trì hiệu quả lọc cao. 3. Hiệu quả lọc cao, máy lọc không khí Daikin sử dụng các loại phin lọc HEPA chất lượng cao, có khả năng loại bỏ các hạt bụi siêu mịn, đảm bảo không khí sạch sẽ. 4. Thiết kế sang trọng, hiện đại, máy lọc không khí Daikin thường có thiết kế tinh tế, sang trọng, phù hợp với nhiều không gian nội thất. Để giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt, Limosa sẽ đánh giá chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của cả hai thương hiệu. Về ưu điểm, đối với máy Xiaomi, 1. Tiết kiệm điện năng. Xiaomi được trang bị công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, hiệu quả tiết kiệm điện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công suất, chế độ hoạt động và điều kiện sử dụng. 2. Công nghệ. Xiaomi nổi bật với ứng dụng công nghệ thông minh cho phép điều khiển máy lọc không khí qua điện thoại, kết nối với các thiết bị thông minh khác trong nhà. 3. Về giá cả, Xiaomi thường có mức giá dễ tiếp cận hơn so với Daikin. Đối với máy Daikin, 1. Hiệu quả lọc không khí. Công nghệ Plasma Cluster Ion của Daikin được đánh giá là có khả năng khử trùng, diệt khuẩn tốt hơn. 2. Công suất. Daikin thường có các model công suất lớn hơn Xiaomi, phù hợp với không gian rộng. 3. Tính năng. Daikin thường có nhiều tính năng cao cấp hơn như chế độ tự động làm sạch cảm biến độ ẩm và khả năng kết nối với các thiết bị thông minh khác. Về nhược điểm, đối với máy Xiaomi, 1. Do sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, một số linh kiện của máy lọc không khí Xiaomi có thể không được đảm bảo chất lượng bằng các thương hiệu cao cấp khác. 2. Độ bền của máy lọc không khí Xiaomi chưa thể sánh bằng các sản phẩm của Daikin, đặc biệt là về tuổi thọ của động cơ và các linh kiện bên trong. 3. Mặc dù Xiaomi thường xuyên cập nhật phần mềm, nhưng không phải tất cả các model đều được hỗ trợ cập nhật lâu dài. Đối với máy Daikin, 1. Daikin thường tập trung vào phân khúc cao cấp với các sản phẩm có thiết kế sang trọng và nhiều tính năng cao cấp, đi kèm với mức giá cao hơn. 2. Thiết kế của máy lọc không khí Daikin thường khá truyền thống và ít có sự đột phá về kiểu dáng, có thể không phù hợp với những người yêu thích sự hiện đại và cá tính. 3. Một số model máy lọc không khí Daikin có màng lọc khá mỏng, dẫn đến hiệu quả lọc bụi và khử mùi không cao bằng các sản phẩm khác. Đánh giá và kết luận, việc lựa chọn Xiaomi hay Daikin phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của mỗi người. Nếu bạn ưu tiên giá cả phải chăng, công nghệ thông minh và dễ sử dụng, Xiaomi là một lựa chọn tốt. Nếu bạn ưu tiên chất lượng, thiết kế sang trọng, các tính năng cao cấp và không quá quan trọng về giá cả, Daikin sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn. Với nội dung đánh giá máy lọc không khí trên Limosa, hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lọc không khí một cách hiệu quả nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa.
bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.